Sao tao bấm được? Ê, bữa nay cái tiếng mở ấy hơn ha. Bên đây nữa, bên đây nữa. Thế mà tao làm gì cái tao thấy tao sai trái liền. Đó, tao bật, mới bật lên nè. Tao chết nhát mà tao làm gì cũng sai trái, nhưng mà được cái tao trùng ben nữa. Thử ra là con dữ kiếm tao. Cái gì vậy, cái bàn hả? Ừ. Nhưng mà khoan đi. Ở đằng này có cái cửa nè. Không được. Không được luôn. Không được luôn. Ủa ơi. Hả? Hình như ta bị lát ha. Rồi, sao mọi người ơi? Bữa nay có vụ này nữa trời. Mọi người biết cái gì chưa? Bữa nay có vụ này nữa. Mọi người thấy gì chưa ạ? Chúng ta có quay lại hay không, hay là chúng ta quay liệu rằng chúng ta có được quay lại không, hay là đi lại từ đầu? Trời đất ơi, bữa nay có vụ bị lắc rồi nữa mọi người, không thể tin được. Đã lâu lắm rồi không có trường hợp nó xảy ra, em vẫn chưa quay lại được luôn á. Thôi sẽ thật vô nghĩa. Em vẫn chưa quay lại được luôn mọi người. Ta phải quay lại thôi. Đã không? Tôi chưa chưa về được nữa. À, phải đợi em tôi mọi người, để nó kẹt ở ngoài á. Ngoài rồi, nó ngoài sân. Mình phải trở lại từ đầu. Mình phải vào trong đó và chơi trò bắt bỏ tù cùng bạn ấy. Tôi không hiểu lý do gì mà tắt một cái mực. Okay, ha. Chúng ta sẽ rồi. Vào chuyến xe du lịch đi đến một nơi nào đó, bị bạn đó bắt bỏ tù, rồi mình phải ra khỏi cái tù. Thấy ghét thiệt chứ. Bạn được nói tôi không nói hiểu gì đó. Cái khúc này là kêu tăng âm lượng. Cái chắc mỏ nó cũng đi chèm vậy đó. Cái chắc mỏ nó cũng kêu bắt cái loa cho lớn rồi lên. Ngộ he. Cho giật mình đồ chơi. Bắt cho nghe, cho giật mình, rồi canh con mắt ra, rồi đi theo mấy cái bóng đèn đó. Nó có nói rõ ràng, nó có nói cái bóng đèn sẽ là sẽ chậm. Nhưng mà tao không thích điều đó, mày hiểu không? Mày đừng có nói gì nữa. Cái máy của tôi nó bị cái gì á, nó sẽ bị giam cái âm thanh ra bên ngoài. Giờ để tôi cho chị chỉnh lại mới vô được hả? Ok chưa? Không ok tôi cũng không biết. Đi hai. Đi đâu? Nè đi theo bóng đèn nè. Ừ. Phải đi lại đây nó mới nói. Đó, vậy là mình sẽ follow the light. Tiếp đi. Ừ. Trời ơi, mọi người cứ đợi đi, nó mở lên từ từ nó lắm. Quên, bắt, nó
quên tắt đèn, chắc luôn cái khúc này nó quên tắt đèn. Xong rồi nó bắt lên lại bắt từ từ để cho mình đi kiếm chơi. Tiếp đi. Trời ơi, nó chậm kìa. Đây. Đó. Rồi đợi tiếp. Nó cứ vậy đó. Mọi người đợi em cái em lạnh quá. Không không không. Lạnh quá. Nè nè la. Cái tướng đứng đợi hành dung đi chứ. Cái đó nữa. Mày nữa rồi đó, mày nè lên. Ủa? Cái con đó. Có cái đèn không cũng bắt chậm nữa. Chắc cái đèn nó chắc hết điện hay sao á. Rồi sao đâu? Cái mình đi vòng vòng đây cái tàu nó sẽ nháy nháy đèn nè. Đá đèn cho mình coi là nó đó đó. Đó đó bắt đầu. Hả? Bắt đầu đá đèn rồi đó. Mày đâu rồi? Sau lưng mày nè. Trời ơi, đứng một chỗ đi cho nó dễ bắt. Ủa? Hồi nãy nó bắt mày rồi. Đó, nghe tiếng nhờ. Đó, 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 đó. Cái gì ta, đâu rồi? Nó đang đi lại đó. Đó, 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 có tiếng rồi nè, có tiếng rồi nè. Đó. Bây giờ mọi người đợi nó đi. Đợi nó đi lại, nó chụp cái đầu rồi nó đem đi trong đó. Bây giờ tên này, anh đã ớt, anh đem rồi. Hôm nay anh làm hai bao nhiêu ớt rồi. Rồi 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 rồi. Như là nó bị xì lô hay sao với ta. Là bây giờ bắt đèn cũng chậm mà đi ra hồ cũng chậm mà đi ra bắt cũng chậm. Ừ. Trời ơi không thì anh chừa một cái ổ của ta lại thôi. Cái ta giờ là tôi thử tôi dòm vòng vòng thử coi tôi có thấy được nó không. Nãy là đen đen thui luôn á. Hồi nãy là nó tắt nguyên cái quạt thờ màn hình luôn. Thôi. Đó thấy chưa? Nè 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 ha, tôi. Tôi cố gắng tôi vòng 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 nè. À, nhỏ nhỏ và mềm chứ. Đó giục mình chưa? À à hèn chi nghe cái sẹt đó là đúng rồi gửi lại á. Rồi tự nhiên bắt ta vô đó đóng cửa lại xong rồi họ mở cửa ra. À. Cái gì đó ha? Đây là đâu? Bây giờ để cô gà đó cái. Rồi bây giờ mình sẽ đứng đây mình đợi chứ mình không có làm gì được đâu. Đợi để nó mở cửa ra cho mình. Hổng giờ bỏ mấy ngày rồi đó. Mà không đi không? Trời ơi. Anh biết hổng giờ bỏ mấy ngày rồi. Anh xui. Cái cục đỏ đỏ đó một hồi nó mất. Đúng rồi. Đã đang đi á hả? Ờ. Đó đó mất rồi nè, xong cái đầu là chuẩn bị mở cửa nè. Hôm bữa mình coi là 300 mấy ngàn giây á. Có hai mấy phút ạ. Đó thấy chưa? Rồi giờ là đi ra. Trời ơi nó chậm á. Hèn chi bố mình suy nghĩ làm gì mà nó nhiều phút vậy. Nó hai mấy. Rồi. Mà
mọi người đừng thắc mắc tại sao tôi không nói chuyện, tại vì tôi đợi nó mở cửa nó rất là lâu. Ờ, cái cửa hồi nó mở ở đâu ta? Thằng này nè, tao mở chứ ai, không có cái cửa nào tự động đâu, tao đó. Có cái cửa hồi nãy là nó mở thôi. Kiểu như mình biết rồi á, cái mình bị lờn. Đây, ở đây. Mở lên. Thôi đó là trời. Ở đây, mở lên. Tìm cái chìa khóa để mở ra những cái hộp hả? Ủa, trong này có hộp, cửa cho sao hộp? Làm gì có cái hộp nào ở đây? Ở dành chừa làm cái gì không? Mấy cái nó kém á. Đi lụi lụi một hồi nó nắm giò bây giờ cái nè. Tôi đang cố gắng làm những điều vô nghĩa. Sao nó đi lên được những cái bàn đó vậy ta?